Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ có một cái video tặng cho quý vị và các bạn có tên là Di chúc và hộ khẩu không liên quan với nhau nhé. Thực sự quý vị và các bạn, rất là nhiều người Việt Nam, và trong cái quá trình hành nghề tôi rất là nhiều người hỏi: chị chắc cái người con mà họ đã đi đã lập gia đình mà họ không có hộ khẩu trong cái giấy của ba mẹ em, chắc họ không được thưởng thừa kế. Chị bây giờ là ở trong em có tên trong hộ khẩu thì em được hưởng thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, để trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng nói nhỏ cho quý vị và các bạn nghe. Trước khi cái video nào lên thì nó còn một cái lượt xem quảng cáo. Thì quý vị và các bạn biết rồi, luật sư bỏ thời gian, bỏ tâm huyết để cho quý vị và các bạn xem những cái video trên YouTube. Thì các bạn biết không, để được đạt được cái gọi là partner, đối tác của YouTube, để được lượt xem quảng cáo thì luật sư phải có một cái sự cố gắng. Và một cái video phải đảm bảo khoảng 10 phút thì mới có những cái lượt quảng cáo, và đến một cái mức độ nào đó thì mới được làm đối tác của quảng cáo. Vì sao tôi đưa cái thông điệp này đến với cái kênh luật sư Thu Đoàn để quý vị và các bạn hiểu rằng có một số anh chị em để lại comment nói ghét ghê, tự nhiên cái đang xem cái có lượt quảng cáo bắn mất tiêu. Các bạn nghĩ sao? Hôm nay tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn lý do tại sao trên kênh luật sư Thu Đoàn trước khi có video thì lại có một cái lượt quảng cáo. Tôi đã cố gắng và trở thành đối tác của YouTube để khi mà kênh video của tôi đưa đến cho quý vị và các bạn có một cái lượt quảng cáo. Các bạn có thể xem video của luật sư Thu, đó là kiến thức, là trí tuệ, là cả một cái tâm huyết của luật sư Thu Đoàn, của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đưa đến cho quý vị và các bạn. Tôi cũng đã từng nghe rất là nhiều người nói: chị ơi, đây là một cái giá trị rất chất. Các bạn có thể xem trong vòng 10 phút, chẳng lẽ quý vị và các bạn không thể xem thêm một phút quảng cáo? Phút quảng cáo của các bạn không mất phí, nhưng đổi lại một cái giá trị nhân văn từ cái người xem. Các bạn ạ, cái giá trị nhân văn của các bạn khi xem quảng cáo, các bạn cần gì? Các bạn cần tôi trả lời những cái câu hỏi. Luật sư Thu Đoàn cần quý vị và các bạn xem một phút quảng cáo. Tôi nghĩ đó là một cái sự nhân văn của quý bạn đọc, quý khách hàng. Nếu chúng ta có một cái, Việt Nam mình có câu mà bánh ít đi thì bánh quy lại. Vậy nha, tôi sẽ không lặp lại vấn đề này nữa. Nếu quý vị và các bạn quý mến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, nếu quý vị và các bạn cho rằng kênh luật sư Thu Đoàn cần phải nhân răng ra, vì quý vị và các bạn cũng hãy dành 1 phút đến 2 phút xem cái lượt quảng cáo. Tại vì cái doanh thu từ quảng cáo để đem đến một cái động lực cho luật sư Thu Đoàn, tạo cho luật sư Thu Đoàn làm tiếp những video phục vụ quý vị và các bạn. Chúng ta trở lại vấn đề chính của chúng ta hôm nay là di chúc và hộ khẩu không liên quan đến nhau. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ trả lời một cái bạn đọc để lại comment ở phía dưới, và chắc chắn là bạn đọc nào để lại comment thì chúng ta sẽ được xem đi xem lại rất là nhiều lần trong vấn đề này nha. Xin hỏi luật sư, ba tôi còn sống nhưng hộ khẩu em tôi cùng cha khác mẹ đứng tên. Vậy khi ba tôi mất, tôi có được quyền hưởng chung thừa kế trong căn nhà đó hay không? Tôi xin đọc lại cho quý vị và các bạn xem một lần nữa nha. Xin hỏi luật sư, ba tôi còn sống nhưng sổ hộ khẩu em tôi cùng cha khác mẹ đứng tên.
Vậy sau khi ba tôi mất, tôi có được hưởng quyền chung quyền thừa kế trong căn nhà đó không? Tôi sẽ trả lời vào cái trọng tâm của một cái bạn đọc này. Tôi sẽ chia ra hai trường hợp bạn ha. Tôi sẽ chia ra hai trường hợp để cho bạn hiểu được những cái quy định của pháp luật. Trước tiên, trước khi mà chia cái phân tích cái hộ khẩu và di chúc không liên quan gì với nhau, thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn một cái cơ bản về thế nào là di chúc, cơ bản thế nào là hộ khẩu. Một cái ông A khi ông còn sống, ông có một cái nhà, thì theo quy định của pháp luật Việt Nam, ông có những cái quyền như là quyền mua bán, quyền chuyển nhượng, quyền chuyển đổi, quyền vay ngân hàng, trong đó có cái quyền là di chúc để lại cho người thừa kế. Thì trong trường hợp của cái quý bạn đọc này, nếu trong trường hợp cái nhà, cái căn nhà mà bố của bạn đứng tên đã lập di chúc cho người con đang ở, người con mà em có mặt trong hộ khẩu, hoặc để lại hộ khẩu cho bạn, hoặc để lại hộ khẩu cho tổ chức thiện nguyện, thì khi sau khi bố bạn mất thì cái tài sản đó sẽ được ưu tiên theo di chúc. Tôi lặp lại ha. Một ông A, ông có tài sản là một căn nhà. Khi ông A mất thì trước khi mất, ông có để lại di chúc. Đây tôi đưa cho quý vị và các bạn. Di chúc này ông để lại cho người con, người em tôi cùng cha khác mẹ đứng tên. Vì sau khi chết, cái di chúc này phát sinh hiệu lực, bạn không được hưởng di sản. Nếu ba bố của bạn để cái di sản này cho một cái tổ chức tôn giáo, thì sau khi ông mất, cái tổ chức tôn giáo đó được hưởng. Và nếu trong trường hợp trước khi ông mất, cái di chúc này ông để lại cho bạn, thì bạn được toàn quyền định đoạt. Bạn nhắc, đây là cái di chúc. Chúng ta sẽ định nghĩa cơ bản về hộ khẩu. Hộ khẩu là gì? Hộ khẩu là một cái phương tiện để cho nhà nước, cái công cụ để nhà nước quản lý về mặt hành chính. Tôi nghe nói rằng năm 2019 này sẽ đăng ký hộ khẩu để tổng kiểm tra dân số trên phạm vi toàn quốc, để xem nước Việt Nam mình có tổng cộng hơn 90, 95, 97, 9, 91 triệu người dân. Trong cái địa bàn của huyện Hóc Môn có bao nhiêu người dân? Trong kiểu địa bàn của xã Tân An Hội có bao nhiêu người dân? Quản lý về mặt hành chính, quản lý về mặt để cho phân định cái ranh giới hành chính. Còn nhiều vấn đề khác lắm. Tuy nhiên tôi chỉ giải thích mang một tính chất phổ thông cho quý vị và các bạn hiểu. Thế là hộ khẩu. Vấn đề thứ hai tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn, hộ khẩu không liên quan tới việc hưởng di sản. Hộ khẩu không liên quan với di chúc. Bố bạn mất, bố bạn có một người ở Việt Nam còn trong hộ khẩu của bố bạn, và bố bạn có bạn là người nước ngoài. Vậy thì bố bạn có hai đồng thừa kế. Vậy thì nếu bố bạn không có di chúc thì sao các bạn? Thì sẽ chia theo thừa kế theo pháp luật. Và bạn biết rồi, nếu bạn là người nước ngoài thì làm gì có hộ khẩu ở Việt Nam. Bạn thấy không? Thừa kế là phụ thuộc vào mối quan hệ nhân thân, khai sinh, khai tử, kết hôn. Phụ thuộc vào hàng thừa kế, phụ thuộc vào xuất thừa kế, không phụ thuộc vào hộ khẩu bạn ha.
sổ hộ khẩu em tôi cùng cha khác mẹ đứng tên. Không sao cả bạn. Cái hộ khẩu đó có đứng tên nó không phụ thuộc vào vấn đề gì hết. Để cho em bạn làm cái thủ tục gọi là đưa tên của ba làm giấy khai tử hết. Di sản thì bạn chứng minh được bạn là con của ba bạn. Cái người em cùng cha khác mẹ này cũng chứng minh họ là con. Vậy là nếu trong trường hợp không có di chúc thì bạn và người em cùng cha khác mẹ sẽ được hưởng cái di sản của ba mẹ, ba bạn để lại, bố bạn để lại. Nhiều người hỏi cho luật sư Thu hãy nói lung tung. Lung tung là khi thì bố, khi thì ba. Dạ thưa quý vị và các bạn, tôi bắt kỳ lai có nghĩa rằng là tôi là ba tôi là bắc, mẹ tôi là nam. Vui vui thì kêu bằng bố mà buồn buồn thì kêu bằng ba. Vậy nha. Không ai bắt dò bắt lỗi được luật sư Thu Đoàn là tại sao khi kêu bằng bố, khi kêu bằng ba. Trả lời câu hỏi của bạn, vậy khi ba tôi mất, tôi có được quyền hưởng chung thừa kế trong căn nhà đó không? Câu trả lời của luật sư Thu rằng nếu trước khi thời điểm ba bạn mất mà ba bạn không để lại di chúc định đoạt cái tài sản này cho ai thì trên nguyên tắc không có di chúc thì bạn sẽ là người cùng hàng, cùng hưởng một cái suất thừa kế bằng người em có tên trong hộ khẩu bạn nhé. Lặp lại rằng là nếu trong trường hợp ông chết, ông không để lại di chúc thì cái di sản thừa kế này sẽ được chia cho hàng thừa kế thứ nhất, trong đó có bà vợ sau của ba bạn nè, cái người em cùng cha khác mẹ của bạn nè, và anh chị em ruột của bạn, mỗi người được một suất thừa kế bằng nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cho luật sư Thu một cái câu hỏi để luật sư Thu Đoàn đưa đến cho tất cả mọi người. Nhiều khi cảm nhận rằng có một số anh chị em để lại comment mà tôi cũng cảm thấy xót xa. Chị ơi, xã hội này còn công lý hay không? Còn công lý hay không? Thì chúng ta cũng đang vươn tới một cái cố gắng, vươn tới cái xã hội công bằng. Còn tôi nghĩ rằng ở bất cứ một cái xã hội nào, bất cứ giai đoạn nào, chúng ta sẽ được xem, cầm, nắm, phụ thuộc vào từng cái gia đình. Chúng ta không thể đổ lỗi cho xã hội rằng là tại vì xã hội xấu cho nên tôi đào tạo những đứa con của tôi xấu. Tôi cũng chỉ muốn cho quý vị và các bạn, chứ ta trong một cái gia đình của chúng ta, chúng ta phải quản lý, phải giáo dục từng cái thành viên và sau đó chúng ta mới nhân rộng đến này ra ngoài xã hội được. Hy vọng rằng một chút kiến thức rất là cơ bản của luật sư Thu Đoàn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi đến quý vị và các bạn để cho chúng ta có một cái sân chơi lành mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.